Thân ái chào quý vị và các bạn. Hôm nay món ngon mỗi ngày lại vào bếp để chia sẻ đến quý vị và các bạn thêm một món ngon nữa. Món này món ngon ngày Tết nhưng mà bình thường mình vẫn làm được, ăn được. Mấy đứa nhỏ giờ nó muốn thay đổi khẩu vị nên giờ mình muốn làm cái món da đầu heo ngâm chua ngọt, ngâm giấm chua ngọt. Rồi nguyên liệu bữa nay là gồm có nó đi này mua ở trong Costco nè. Cái đầu heo này ngộ lắm, nó không như bên Việt Nam. Việt Nam thì nó để nguyên cái dành tay luôn, ở cái phía trong của cái lỗ tai đằng này nó cắt hết trơn à. Đó, bốn miếng, bốn cái này chắc nửa ký hơn. Rồi bây giờ mình làm da đầu heo ngâm nước mắm, ngâm giấm chua ngọt. Nguyên liệu còn có da đầu heo nè, đường, giấm với lại nước lạnh, muối. Cái này mình gọt sẵn này, củ hành tây có, hành đỏ ta, hành ta có người kêu hành tím, với vài lát gừng. Đến chút nữa mình luộc cái da đầu heo này cho nó thơm. Rồi bây giờ bắt đầu mình chế biến, mình nấu nước giấm đường trước, đang để nguội, đang mình còn luộc cái này nó hơi lâu, thành ra mình nấu trước giấm đường để lúc mà nước giấm đường nó nguội rồi mình ngâm cái da đầu heo này nó mới được. Bây giờ mình lấy một cái nồi. Cái này tại mình dùng nhiều thành ra mình lấy nguyên mình giấm nè. Ở Việt Nam thì cái giấm đó mình không cần phải pha, mình xài giấm ở nhà mình nuôi á. Giấm ta mình nuôi thì mình xài giấm đó luôn, không nó giấm nó vừa dịu lắm, thành ra mình không phải pha nước. Còn giấm này nó chua nhiều lắm, thành ra mình phải pha nước. Bây giờ mình pha là coi như là 2:2 ha. 2 chén đường, 2 chén giấm, 2 chén nước, rồi mình cho khoảng 1 muỗng cà phê muối cho nó dằn cái vị ngọt ngịt chua lại cho ngon. Đó, giờ trước tiên mình cho đường vô trước. Mình cho vô cho 2 chén đường cát. Nhưng mà mình nấu rồi mình phải nêm nếm là nó có vị hơi ngọt ngọt, chua chua, rồi có tí xíu mặn. Rồi, coi như đường là xong rồi, bắt đầu qua giấm. Giấm cũng 2 chén luôn. Giấm này là giấm tây làm sao nó chua lắm, thành ra phải pha với nước. Rồi, 2 chén giấm. Rồi, 1 chén. Rồi, 2 chén. Tiếp theo là mình chén nước. Nếu giấm ta thì mình khỏi pha nước. Này giấm này chắc giấm tây, giấm trái cây nè, thành ra mình phải pha nước vì nó chua dữ lắm. Pha nước cho nó bớt gì vậy chua lại. Ở bên Việt Nam thì tôi hay làm giấm ta ở nhà mình nuôi á, ngon lắm. Thành ra không có pha thêm nước. Rồi, 2 chén nước. Rồi bắt đầu mình qua bếp. Rồi qua bếp mình nấu cái nước giấm này lên. Hồi nãy mình cho là 2 chén đường nè, 2 chén giấm nè, 2 chén nước lạnh, nước lọc nè. Bây giờ mình cho vô khoảng 1 muỗng cà phê muối cho nó dặn cái vị ngọt lại. Nó đậm đà ngon lắm. Phải có tí muối nữa nó mới đậm đà. Rồi bắt đầu mình mở bếp lên. Mình khuấy cho đều cho nó tan hết cái đường, cái nước, cái muối, cái đường nó tan với lại nước giấm, nước lọc ra. Đó, cái thứ nhất thì nó tan mấy cái nguyên liệu này ra, thứ hai nữa là nó chốc, nó bốc đi cái mùi giấm. Đó. Bây giờ mình khuấy cho nó tan rồi nó sôi cái mình để nguội. Để nguội đằng chút xíu nữa mình sơ chế mình luộc cái da đầu heo xong xuôi là cái nước này mình nó nguội là mình đổ vô mình ngâm là vừa. Rồi mình đợi cho nó tan hết ha, nãy giờ mình quậy nó cũng tan rồi nè. Rồi chút xíu nữa mình quay qua mình trộn sao. Bây giờ bắt đầu mình đem da đầu heo qua mình sơ chế cái cổ tay heo này. Này là có nhiều collagen lắm nè, mình ăn cái này da đẹp đó. Mình cho vô hơi lát sách
cái lỗ tai heo thôi. Đó. Để mình cho vô đây khoảng 1-2 muỗng muối đi. Đó, rồi mình rửa cho nó sạch. Nó khử mùi tanh luôn. Rồi, bây giờ cho 3 muỗng giấm. Rồi, hơn 3 muỗng là rót ra hết rồi, vô đó cho luôn vô. Rồi, bắt đầu mình ngồi rửa. Ở bên Việt Nam á, nó bán ở đây nó cắt bỏ cái phần này, chứ bên kia nó có miếng dày ra vậy nè. Ai thích ăn có mỡ nó ngon mà nó giòn giòn. Bây giờ mình cạo rửa. Cái lỗ tai này nó dơ dữ lắm, thành ra mình phải cạo rửa kỹ. Dao đó nhỏ dễ làm. Mình cạo từng phần của cái khía nè. Lỗ tai nó dơ dữ lắm, thành ra mình phải làm kỹ. Cạo từng cái dành này luôn. Đó. Ăn thì nó càng ngon. Mình cũng chịu khó làm đi, thay đổi khẩu vị để cho con cháu nó ăn. Mình rửa từng cái cho sạch. Mình cạo sạch sẽ xong cái mình ngâm với nước giấm, nước muối nè. Nó khử mùi tanh mà nó lại sạch nữa. Rồi, được một cái rồi, ngâm xuống đây. Bắt đầu mình làm cái tiếp. Cái da lỗ tai heo này người ta làm cũng sạch nè, không thấy có ngắt lông hết đó mà. Rồi, bắt đầu mình rửa nãy được một cái rồi, giờ mình rửa cái tiếp một cái nữa. Cạo từng chút một chút này cho nó sạch cái dơ, lỗ tai dơ lắm, nó làm kỹ mới ngon. Mình chịu khó chút xíu mà ăn ngon lắm, cái món này ăn không có ngán, vì nó ít, nó không có mỡ, cái da nó ăn giòn giòn, mà mình ngâm giấm đường thì nó ngọt ngọt chua chua giòn giòn ăn ngon, tạo cho mình cái vị giác mình không có bị ngán. Rồi, cạo phía trong rồi cạo phía ngoài. Mấy cái lõm lõm này mình lấy ngón tay mình nâng lên cho nó bằng nâng mình cạo nè. Cạo cho nó sạch hết mấy cái phần nhăn nhăn này nè. Ông heo này ông ở dơ lắm. Ông nằm lăn đi chỗ dơ. Rồi, được hai cái, bắt đầu cái thứ ba. Đây, mình cho nước vô chảo ha. Nước đổ lát sắt lên cái là lỗ tai heo. Không cần nấu nóng, mình để nước lạnh rồi mình luộc cho cái da nó ngon. Rồi. Thêm nước vô. Này. Rồi mình mở lửa lên. Đó. Rồi trong khi đó mình cho vài củ hành tím nè. Vài lát gừng nè. Rồi vài củ hành tây nữa cho nó thơm cái da đầu heo của mình cho nó được thơm. Đó. Đúng ra mình đập dập dập mà thôi, mình nấu thì nó cũng ra chắc cái chất dầu à.
Rồi trong khi mình luộc cái mình cho vô miếng muối. Đó. Mình cho khoảng 2 tới 3 muỗng giấm. Mình luộc cái da đầu heo mình nó trắng. Nó không bị đen. Rồi, xong rồi. Mình luộc trong khoảng từ 15 đến 20 phút tùy theo miếng cái da lỗ tai heo này, nó lớn hay nó mỏng, nó dày hay nó mỏng, nó lớn hay nó nhỏ. Ví dụ mình nấu khoảng 15 phút thì mình thử, mình lấy chiếc đũa mình xăm thử coi nếu nó mềm là được. Cái món này là không được luộc mềm quá nó ăn nó sẽ ngán, nó dở lắm. Nó nhão miếng thịt. Mình luộc hơi vừa chín tới nó còn có vị giòn. Ăn nó giòn giòn sực sực ngon lắm. Rồi bắt đầu mình cũng trở lại. Trở cái lỗ tai heo. Trở lên trở xuống hoài vậy nè cho nó đều, nó chín đều mặt trên mặt dưới. Này toàn bộ là gân không à, ăn nó không có ngán. Để xem thử coi nó mềm chưa. Rồi cái gần chín rồi nè. Ô xíu nữa chừng khoảng chừng 2 phút nữa chín nè. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị thao nước đá ha. Thao nước đá xong mình để đằng mình vớt ra cho nó giữ độ giòn mà nó có nước nó không bị làm đen cái miếng da heo, da đồ da cái lỗ tai heo của mình. Rồi, trong khi mình chờ đợi cái lỗ tai heo mình nó chín thêm tí xíu nữa đó. Giờ mình bỏ nước đá vô, mình làm một thao nước đá để hồi mình ngâm. Mình ngâm nước đá ở đây để chút xíu mình lấy cái da lỗ tai heo ra mình ngâm vô đây. Thứ nhất là cái nước đá này nó lạnh là nó làm cho cái da đầu heo nó, cái lỗ tai heo nó giòn. Thứ hai là nó không có làm đen cái lỗ tai heo. Rồi mình để đây đi, mình xăm mình lựa chỗ nào có thịt dày mình xăm mình mới biết được nó chín hay không. Rồi này nó chín rồi nè. Món này làm cũng nhanh lắm, chịu khó đi mình làm mình đổi khẩu vị nhà bữa nay cho mấy đứa nhỏ ăn bánh tráng 2-3 bữa nữa, ngâm trong vòng từ 3 tới 4 5 ngày thì ăn nó mới ngon. Lỗ tai heo này nó mềm rồi nè, bắt đầu mình tắt bếp. Đó. Tắt bếp mình đưa qua cái thao nước đá để giữ cái độ giòn của cái lỗ tai heo. Thứ hai là nó không bị đen. Nó giữ cho cái lỗ tai heo này nó trắng đẹp. Đó. Ngâm đây xíu. Rồi. Đó, đợi xíu đi ha. Rồi. Nãy giờ mình ngâm cái da đầu heo. Ủa cái lỗ tai heo. Cũng được mấy phút rồi giờ mình vớt ra. Để mình thái mỏng. Rồi bắt đầu mình thái cái lỗ tai heo. Mình thường thường người ta hay sắc sẵn xuống vậy nè. Thì cái miếng lỗ tai heo nhìn nó không có đẹp mà nó nhỏ nữa. Cái mề bản nó nhỏ lắm. Bây giờ mình lạng dày, mình ngã nghiêng cái dao ra dày. Đó. Đó, mình lạng cho cái miếng lỗ tai heo mình thấy nó lớn nè. Lúc mình ăn mình bỏ vô miếng bánh tráng nhìn cái miếng lỗ tai heo nhìn nó cũng đẹp mắt nữa. Đó. Dao vậy mà coi lục chứ nè. Bị nó có gân á. Làm phải cắt từ từ. Mình cắt cái bản lớn mà nhìn nó đẹp. Lúc mình gấp lên mình ăn, mình bỏ nó cái miếng bánh tráng nhìn nó cũng đẹp lắm. Bỏ chừng 2-3 miếng là đủ rồi. Rồi, bỏ ở đây. Cũng đừng cắt mỏng quá. Hơi dày dày để cho nó giòn.
Cái này lớn quá thì mình cắt làm đôi. Thường cái này mình sắt xong á, mình ngâm với lại cái phèn chua đó, đặng nó đừng có ra cái trong cái da đầu heo này nè, collagen nó nhiều lắm, thành ra nó có cái nhớt, mình phải ngâm với phèn chua cho nó ra bớt cái nhớt, rồi mình xả lại nhiều lần với nước lạnh. Nhưng mà ở đây không có thì chút xíu nữa mình sẽ nhồi rưỡi lại muối với đường. Sắt tiếp miếng này nữa, sắt nghiêng nghiêng cái dao này cho cái bảng nó, cái lỗ tai heo này nó dày bảng lên cho nó đẹp. Lỗ này nó, cái lỗ tai heo, cái miếng này nó nhỏ thành ra mình cắt nó xéo xéo một chút, không cắt làm đôi như nãy. Cái miếng cái lớn thì mình cắt làm đôi, còn này nó nhỏ thì mình cắt nó xéo xéo này cho có độ dài, nó không có dụng cái miếng lỗ tai heo. Cái này đúng ra mình có phèn chua mình ngâm á, nó sẽ sạch cái nhớt nhớt trong cái da đò, cái lỗ tai heo này nè, bị cái da này nó hay thường thường có cái nhớt, mình ngâm vô nước giấm thì không ngon. Thành ra giờ mình không có phèn chua, mình bỏ vô đây khoảng một muỗng muối. Rồi, 2 muỗng đường cát. Nãy giờ tay thì mình cũng rửa, nãy giờ mình làm mình cũng rửa nhiều lần nó cũng sạch, rồi giờ bắt đầu mình trộn, mình nhầu, mình rửa. Mình làm như vậy nó sẽ ra cái nhớt nè. Cái chất nhựa của cái da đầu heo á, lỗ tai heo á. Cái này nó có cái nhựa của nó là nó sẽ ra. Mình nhầu xíu rồi là nó ra hết chất nhựa rồi. Mình ngâm vô nước giấm đường miếng ngon. Thường mình ở bên Việt Nam tôi hay làm bỏ vô miếng nước, bỏ cục phèn chua khoảng ngón tay cái nè. Chút nữa mình vớt cục phèn ra mình bỏ, rồi mình rửa lại với nước lạnh vài ba nước vậy đó. Là cái chất nhựa trong cái lỗ tai heo này nó hết rồi, mình ngâm vô nước giấm đường mới là ngon. Chứ mình không nhồi rửa, nhưng không nhồi gì nó không có ra cái nhựa đó, thì chút xíu nó mình ngâm cái nước đó, nó lên dữ lắm. Rồi bắt đầu mình cho nước vô, mình nhồi mình rửa 2-3 nước. Cho nó ra cái nhựa của cái da nè, trong da lỗ tai heo nó nhựa lắm. Nếu mà mình không nhồi không rửa thì chút xíu mình bỏ vô trong nước, cái nước giấm nó lên không có ngon. Thank you.
Thì ở nay mùa đông nó lạnh á, nếu mình rửa với cái nước lạnh không thì nó sẽ đóng cái dáng mỡ nè. Thành ra mình rửa vừa có nước lạnh gì nước nóng cho nó tan cái mỡ ra. Rồi. Bây giờ nó khô queo luôn nè. Mình bóc lên cái miếng này nó rít nè, nó không có còn mà có cái nhựa như hồi nãy nữa. Rồi mình nhờ mình rửa nước chót này nó là mình vớt ra mình để ráo, nếu mà có cái bồng hay cái gì mình dắt ráo. Còn này hồi nữa mình chắc bằng tay cho ráo cái nước này mình mới ngâm nước giấm được. Rồi, bắt đầu dịch này, bắt đầu mình dắt. Đúng rồi, bỏ trong cái bồng mà lọc nước dừa đó ha. Mình dắt cái nước này, kệ mình dắt coi được ra nhiêu hay nhiêu chứ nó khô cũng khô rồi. Cũng ráo dữ lắm à. Rồi. À, cái miếng này mình rửa nè, nó ra cái nhựa nè, không còn cái nhựa nữa. Rất là ngon. À, cái củ tỏi với củ hành á, hồi nãy giờ mình lột là sáng giờ mình phơi rồi, phơi hết được gần một nắng rồi, thấy cũng dốt dốt rồi. Mình trộn vô cái lỗ tai heo cho nó có mùi thơm, cái gì thơm với mình ăn cái củ hành, củ tỏi này nó cũng ngon lắm. À, ví dụ mấy vị mà có thích đó, thì mấy vị thêm củ cà rốt vô. Bữa nay nhà thì không có củ cà rốt thành ra bỏ củ hành với củ tỏi thôi. Mình trộn vô, bắt đầu mình bỏ vô hũ. Mình đổ nước giấm đường vô mình ngâm. Cái này mình ngâm từ khoảng 3 đến 4 ngày mình ăn mới ngon. Nó mới thấm. Mới thấm vị chua chua ngọt ngọt. Để lấy vài trái ớt nữa. Rồi, mình bỏ thêm đây vài trái ớt nữa cho ngon. Nó màu sắc cho đẹp. Mà hồi nữa mình có ăn với ớt này mình ngâm giấm đường cũng ngon lắm. Rồi mình trộn đều lên, bắt đầu mình bỏ vô hũ. Rồi mình bỏ vô hũ, bỏ ăn lớp này cái mình lấy vài ba củ này mình bỏ vô cho nó xen lẫn nhau nhìn cho nó đẹp. Bỏ vài củ tỏi nữa. Rồi. Rồi, cái hũ vậy mà bự dữ. Tưởng không đủ mà rốt cuộc cũng dữ. Đó, mình hơi ém xuống vậy nè. Cho nó nằm sát sát vô. Rồi. Rồi bây giờ cái lỗ tai heo mình sắt rồi, mình trộn cái củ hành, củ tỏi với ớt xong rồi. Mình ém vào trong hũ rồi ha. Cái nước giấm đường hồi nãy mình nấu hồi nãy á, giờ nó cũng nguội rồi.
bắt đầu mình cho vô hũ đó, mình đổ cho nó ngập hết nước lên ngang nó, cái lỗ tai heo nó phải nằm dưới nước chứ nằm trên là nó không được, nó bị ăn hư. Rồi mình có chọn cái nắp của hũ này, mình bỏ vô mình ém lại, rồi mình dằn xuống đó. Mình phải cho cái da đầu heo á, lỗ tai heo á, lúc nào nó phải là ngập nước như vậy nè, thấy không quý vị, thấy không, nó nằm nó ngập nước, cái đồ mình dằn xuống dành cho nó ngập nước nó mới ngon. Rồi đó, cái này là mình trong vòng khoảng 3 đến 4 ngày mình ăn mới ngon, chứ ngày mai cũng ăn được mà không có ngon, chứ chưa có thấm, chưa có chua, chưa có ngon. Rồi bây giờ nãy giờ mình đổ nước giấm đường vô, mình ngâm cái lỗ tai heo rồi mình dằn cho nó nằm sát dưới ngăn, cái nước lúc nào cũng phải nổi trên trên cái da lỗ tai heo này hết, chứ mình đừng có để cái da tai heo mà nằm khô trên là nó sẽ bị dán, nó đóng màu dán trắng không có ngon, nó sẽ bị hư đó. Mình lấy cái đồ mình dằn xuống, rồi đầu mình đậy nắp lại, mình chờ khoảng chừng 3 tới 4 ngày là mình thưởng thức được. Rồi bắt đầu mình chờ tới 3-4 ngày. Rồi cái món lỗ tai mình ngâm chua ngọt nay được 3 ngày rồi. Đầu bữa nay mình dở ra, mình gấp ra hang để gia đình mình cùng thưởng thức. Đó. Cái món này là món ngon ngày Tết. Mình làm trước khoảng chừng 27-28 Tết mình làm sẵn đi. Cái mình để đó, lúc mà có khách khứa rồi tới ta chúc Tết đó, cái mình lấy ra, món này rất là tiện lợi, có mình dùng liền. Với lại cái món này ăn có để nó đánh đi những cái vị ngán hồi Tết mình ăn, thường thường Tết nhà nào cũng thịt kho tàu rồi bánh tét bánh ú này kia nọ, cái nào cũng dầu mỡ ráo à. Mình làm cái món này để nó thay đổi cái khẩu vị đi, mình ăn không bị ngán. Cái mùi thơm dễ sợ, mùi chua chua của giấm đường. Giờ mình gấp ra ha, gấp ra mời quý vị cùng với thưởng thức với gia đình mình ha. Đó, mình cắt cái miếng lớn lớn này, nhìn cái da lỗ tai heo nó rất là ngon. Cái món này mình có làm chung với lại cái lỗ mũi, cái da đầu heo cũng được nữa. Ví dụ quý vị muốn ăn thêm cái loại đó thì mình làm thêm lỗ mũi heo, má heo, thì cái đó thì nó hơi có chất mỡ một xíu. Còn cái này thì nó là gân với da không à, rồi ăn nó ít có bị ngán lắm, mà ăn nó giòn giòn rất là ngon. Này dành cho mấy mấy chú mà thích nhậu quá, làm lay rai cuốn bánh tráng, hoặc không cuốn bánh tráng thì mình ăn không rồi mình uống rượu cũng rất là ngon. Món này là ăn kèm với lại củ kiều nữa thì ngon lắm, mà ở đây thì không có củ kiều, thành ra mình ăn với củ hành, củ tỏi. Đó, hộp vô đây luôn. Rồi, để gấp củ hành, củ tỏi ra. Cái củ hành này mình nếu mình làm chua ngọt, để bữa nào làm chua ngọt á, cái này làm khoảng chừng 1 tuần tới 10 ngày là ăn ngon lắm. Mùa đông mình ăn củ hành củ tỏi nó cũng ấm bụng nữa, với nó cũng giảm đi cái chất mỡ làm cho mình ngán á, thành ra nó cũng giảm bớt. Món này là thuận tiện à, Tết nhất mình mắc bận bịu khách khứa này kia nọ, làm sẵn món này để trong nhà là mình có mình dùng liền, hoặc là ở nhà con cháu á, nó thích ăn lấy ra có ăn liền, khỏi phải nấu nướng gì hết. Đây, múc đầy đầy lên cho đẹp. Mùi rất là thơm, vừa giòn vừa chua. Món này là mấy đứa trẻ là thích lắm nè, cuốn với bánh tráng. Rồi
Ngoài ra cái loại da đầu heo mình ngâm chua ngọt này nè, mình ăn với bánh tráng. Bây giờ mình quán thử một cuốn ha, quý vị coi thử coi ngon lắm. Mình lấy một miếng xà lách, đây có hai loại xà lách xanh với lại là xà lách tím này nè, cái loại quấn quấn này, ví dụ mình thích loại nào mình dùng loại nấy. Ở đây mình cuốn hết hai cái luôn đi ha. Rồi cho đây miếng dưa leo, ở đây cải chua ở nhà mình cũng mới làm 3-4 bữa nay đó, mình cho 2-3 miếng cải chua vô, chua nhà làm ngon lắm. Rồi thêm vài cọng rau thơm, này là tía tô, này húng lủi mà húng cây á. Rồi rau quế, có rau quế nè. Rồi bắt đầu mình gấp miếng da heo để lên trên. Muốn ăn nhiều ít thì tùy mình ha, dù ăn ít thì mình gấp 2 miếng thôi, ăn nhiều thì gấp 3-4 miếng cũng được. Một miếng của nó là nó vừa đủ cái cuốn của mình cuốn này. Rồi bắt đầu mình cuốn. Cái này nó hơi khô. Rồi cái này, cái cuốn này mình cuốn xong rồi nè. Còn nước mắm thì mình ở đây mình muốn ăn với nước mắm chua ngọt thì mình làm nước mắm chua ngọt. Ví dụ mình lấy nửa chén nước nóng, cái mình cho vô 2 muỗng đường cát, 2 muỗng nước mắm, mình quậy đều. Xong cái mình nặn khoảng nửa trái chanh, nêm nếm dừa khẩu vị mình ăn. Xong cái mình đâm bằm tỏi ớt bỏ vô. Tỏi ớt mình bằm vậy là mình lại để lên nó nổi lên mặt nó đẹp. Còn mình giả thì nó bị chìm xuống. Hoặc là thí dụ ai mà không thích ăn nước mắm chua ngọt thì mình ăn với mắm nêm. Mắm nêm thì ở ngoài chợ người ta có bán sẵn cái người ta bỏ trong chai á, về mình rót ra. Mình cũng đâm tỏi ớt xong mình cho vô miếng đường, cái mình nạo tí thiếu thơm. Tí xíu thơm mình nạo hoặc mình bằm thơm thật nhuyễn mình bỏ vô. Nêm nếm cho vừa khẩu vị, cái mình cũng ớt bằm với tỏi nè, mình bỏ vô. Đó, thí dụ khẩu vị người nào thích ăn mắm nêm thì mình ăn với mắm nêm. Còn thích thì mình ăn với mắm chua ngọt. Bây giờ mình quấn một cuốn rau sống với lại lỗ tai heo, mời quý vị ha, mời quý vị các bạn. Bây giờ mình lấy miếng xà lách này, lấy nửa miếng thôi. Một miếng này nó lớn lắm. Loại xà lách này nó giòn ngon lắm. Rồi cái loại màu xanh màu tím này nó mình cũng lấy cũng một lá nhỏ nè, tùy theo. Mình muốn ăn nhiều ít rau rồi cho một miếng dưa leo. 2 miếng đi. Dưa leo này cắt hơi ngắn. Rồi cải chua. Cải chua này nhà mình làm nè, mình làm nay 3-4 bữa rồi, giờ ngon lắm, giòn chua lắm. Rồi với ăn kèm theo với rau sống, rau thơm, có lá tía tô nè. Này là rau quế, là húng cây. Đó. Ngày Tết mà mình ăn đồ béo như thịt kho tàu này kia nọ nhiều, cái mình ăn qua cái món này nó giảm, nó không làm cho mình bị ngán. Món này cũng dễ ăn lắm mà làm cũng dễ lắm. Rồi bây giờ mình gấp cho 4 miếng đi. Bắt đầu mình quấn. Rồi, quấn hơi chặt chặt tay vậy nè. Đó. Được quấn được hai quấn rồi, hai cuốn bánh tráng quấn với lỗ tai heo rất là ngon. Mời quý vị cùng thưởng thức ha. Quý vị muốn ăn nước mắm chua ngọt thì chấm mắm chua ngọt, còn có thì ăn với mắm nêm cũng rất là ngon. Củ hành, củ tỏi mình để mình ăn riêng ở ngoài, chứ mình cuốn ở đây cũng được mà sợ nhiều khi nó bị rớt, mình lúc mình ăn nó bị rớt. Còn này mình để riêng ở ngoài, ví dụ muốn thích ăn thêm củ hành, củ tỏi thì mà ăn thêm. Rồi cái món lỗ tai heo mình ngâm chua ngọt đến đây mình đã hoàn thành rồi. Mời quý vị và các bạn thưởng thức với gia đình mình ha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.